hôm nay là mình sẽ phỏng vấn một bạn học viên nhí nhất của lớp, nhỏ nhất của lớp ha, vừa tốt nghiệp cấp 3. Rồi cô là giáo đại diện trường MCK sẽ phỏng vấn em một vài. Thứ nhất là bây giờ mình học ở MCK mình thấy như thế nào, môi trường như thế nào, em thấy em có học được nhiều kiến thức hay không. Bây giờ chúng ta chia sẻ một sự chân thành thôi ha. Rồi em có thể giới thiệu em tên là nha, rồi bắt đầu mình chia sẻ cùng các bạn ha. Môi trường học tập ở đây rất là tốt, có vẻ nhiệt tình, em thấy được rất nhiều người. Em xin hỏi chị một chút xíu ha, phụ huynh của bé thì chị thấy là khi mà chị biết đến trường mình như thế nào mà chị gửi bé vào đây? Em cũng được cô bạn nào ở trong này á, yeah, giới thiệu cho thì là vào đấy em thấy là trong này môi trường cũng là rất là tốt, cô giáo dạy cũng nhiệt tình. Dạ, cảm ơn chị. Dạ, đó. Em rất là tin tưởng nên em gửi bé vào đây. Dạ. Dạ. Thì em thấy là bé nó về những chuyện mà học hành ở trong này là cô giáo cũng nhiệt tình và mọi người cũng vui vẻ mọi lần. Dạ. Học cũng thích lắm. Dạ. Rồi. Cảm ơn chị với bé ha, chúng ta chia sẻ một cái sự chân thành thôi. Và cố gắng là ở đây là em bé nó học 3 khóa, là khóa chuyên nghiệp, khóa toàn diện, khóa chuyên sâu. Thì thời gian học là cũng sẽ từ 2 tháng đến 2 tháng rưỡi. Đó, thì ở nhà trường sẽ luôn luôn cố gắng và trau dồi cho em nó để có một cái nghề tương lai nó vững chắc. Đó, bởi vì nhiều khi mình nói đại học chưa phải là cái cánh cửa duy nhất đâu, mình sẽ còn những cánh cửa khác để mình mở ra một cái tương lai sự nghiệp ha. Rồi thì các bạn, mấy bạn trẻ này thích là học làm đẹp lắm, đúng không? Đó. Dạ. Yeah. Thì đến lúc mà nó bảo nó yêu thích cái nghề này, yeah, nhưng mà nó không tiếp tục đại học nữa mà yeah, nó theo cái nghề quay yeah, cái ngành làm đẹp này, này đó. Thì cũng nhắn gửi với các bạn là 18 tuổi mình khi có, dù có trường đại học mình cũng không sợ, chúng ta còn có nhiều cánh cửa nghề khác để chúng ta mở ra ha, nhiều cái kiến thức mới, bạn bè mới, môi trường mới ha. Rồi cô giáo sẽ chúc em học rất là tốt ha. Rồi cảm ơn chị, cảm ơn em. Dạ. Yeah.